Xin chào và cảm ơn các bạn đã đến với chúng mình Way to Way Horror. Dù đã ra mắt từ năm 2022, nhưng những ngày gần đây, tác phẩm Barbarian của đạo diễn Jack Kreger bất ngờ trở thành một đề tài tranh luận sôi nổi khi đứng vị trí top 5 bộ phim hot nhất tại Việt Nam trên nền tảng Netflix. Với nội dung xoay quanh vấn đề nhạy cảm là tình dục, cùng cú plot twist đậm chất ghê tởm và bệnh hoạn, Barbarian thực sự là một trong những bộ phim gây ấn tượng mạnh với chúng mình. Đồng thời với diễn xuất tròn trịa của các diễn viên như Georgina Campbell hay Bill Skarsgård, các thước phim của Barbarian phải nói là vô cùng kịch tính và bất ngờ. Vậy thì không để mất thêm nhiều thời gian nữa, chúng ta hãy cùng nhau khám phá các diễn biến chính trong bộ phim này nhé. Let's go! Màn đêm lặng thinh phủ khắp mọi nẻo đường, cơn mưa giông chợt ập tới như muốn nuốt chửng những kẻ không có nơi trú chân. Ted Marshall lúc này đây cũng đã kịp tới địa chỉ căn homestay cô thuê tại Brightmoor, Detroit. Nhưng Ted đã mau chóng nhận ra đang có người ở bên trong căn nhà này. Không còn cách nào khác, cô liền bấm chuông, để rồi gặp một người đàn ông tên Keith. Keith cho hay, anh đã thuê căn homestay này trước một tháng. Và điều kỳ lạ là Ted cũng vậy. Đang định quay gót rời đi tìm khách sạn khác, song Keith đã nhắc nhở rằng, với tình hình thời tiết hiện tại, việc Tess lang thang ngoài đường một mình là vô cùng nguy hiểm. Tess dù mang trong mình sự đề phòng rất cao, nhưng với khung cảnh mưa gió ngoài kia, cô vẫn quyết định ở lại căn nhà này một lúc. Dán chặt người vào chiếc sofa, Tess nhanh chóng tìm được một khách sạn duy nhất còn hoạt động ở khu vực này. Tuy nhiên, vận may đã không mỉm cười với cô khi khách sạn đã hết phòng. Trông thấy vẻ mặt thất vọng của cô gái, Keith bèn nhiệt tình đưa ra đề nghị anh sẽ ngủ trên sofa để nhường lại phòng ngủ cho cô. Và mục đích tới Destroy của Tess là để phỏng vấn xin việc làm, nên cô cũng chỉ định ngủ lại một đêm. Đêm ấy, sau vài ly rượu vang cùng những lời tâm sự chân thành, Tess và Keith phần nào đã cảm thấy thoải mái hơn với đối phương. Nhưng rồi thì khi Tess đang chìm vào giấc ngủ, cánh cửa phòng đột nhiên mở tung, khiến cô bàng hoàng tỉnh giấc. Điều kỳ lạ là chính mắt cô còn trông thấy Keith đang say ngủ trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Khi cô đánh thức anh dậy, Keith cũng sợ hãi không kém và hoàn toàn phủ nhận việc mở cửa phòng. Sáng hôm sau, gạt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Tess đã nhanh chóng di chuyển tới địa điểm phỏng vấn, còn anh chàng chung nhà thì đã đi chạy bộ từ sớm. Tess đang nhắm tới vị trí trợ lý của đạo diễn phim tài liệu và sau màn thể hiện khá tốt, vị đạo diễn kia đã có lòng hỏi cô hiện đang sống ở đâu. Nhưng ngay khi Tess cho biết cô đang thuê homestay tại Brightmoor, thái độ của nữ đạo diễn bắt đầu trở nên kỳ lạ. Không ngờ, ngay khi trở về homestay, Tess mới thật sự quan sát kỹ lưỡng khu nhà ở này. Hai bên đường đều là những căn nhà bỏ hoang đổ nát, không có dấu hiệu của sự sống. Và điều đáng sợ hơn là khi Tess xuống xe, đã có một người đàn ông đuổi theo cô mà hét lớn, ngăn cản cô không được bước chân vào căn nhà này. Loay hoay một lúc, Tess nhận ra căn nhà có một căn hầm rộng lớn. Định bụng xuống lấy ít giấy vệ sinh, sau khi quay lên nhà, Tess phát hiện ra cánh cửa căn hầm đã bị khóa. Ngặt một nỗi, cô đã cầm theo chìa khóa nhà bên mình, còn điện thoại thì để quên trên tầng. Điều đó đồng nghĩa với việc Keith sẽ không có chìa khóa để vào nhà. Tess bèn phải tìm kiếm một con đường khác để rời khỏi đây. Lìa mắt qua bức tường kiên cố, cô chợt trông thấy một sợi dây thừng được xuyên qua tường. Nặng nhọc kéo sợi dây đó ra, Tess như chết lặng khi phát hiện có một cánh cửa bí mật dẫn tới không gian tăm tối bên kia bức tường. Trong lòng thì nhất quyết không muốn bước vào đó, nhưng Tess càng không muốn mắc kẹt tại tầng hầm này. Vậy là với khả năng ứng biến nhanh nhẹn, cô đã sử dụng ánh đèn phản chiếu và một tấm gương, từ đó soi sáng khoảng không đen ngòm trước mặt. Không ngờ bên trong còn có một cánh cửa nữa. Tess lê từng bước tiến tới cánh cửa, và khi bật đèn lên, Tess nhận ra đây giống như một căn phòng chuyên giam nhốt người vậy. Một chiếc giường bẩn thỉu, một chiếc máy quay phim, và kinh hoàng hơn là một chiếc xô để phục vụ quá trình vệ sinh. Tất cả cảm giác bất an giờ đây như muốn nuốt trọn cô gái. Ted lấy hết sức bình sinh chạy ra ngoài và liên tục đập vào chiếc cửa sổ ở tầng hầm. May mắn thay, Keith đã về tới nơi và sau đó anh mau chóng giải cứu cô ra ngoài. Cơn hoảng loạn thôi thúc Ted thu dọn toàn bộ đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nhưng Keith thì lại vô cùng cứng đầu, nhất quyết muốn kiểm chứng căn phòng kinh hoàng mà Ted vừa nhìn thấy. Vậy nên Keith đã tự mình xuống hầm và yêu cầu Tess hãy chờ anh trong giây lát. Nhưng rồi thì một lúc sau, Keith vẫn bật vô âm tín, buộc cho Tess phải tìm kiếm anh. Song càng đi, Tess lại càng cuống quýt khi nơi đây giống như một mê cung vậy. Nó có rất nhiều cánh cửa khác nhau,
thậm chí còn có một tầng hầm nữa. Và ngay khi Tess bước xuống cầu thang sâu hoắm này, Keith đột nhiên xuất hiện trong tình trạng hoảng sợ, miệng không ngừng nói có một người đàn bà đã cắn anh ta. Tess lúc này còn chưa kịp hoàn hồn thì đã trông thấy một hình bóng cao lớn trần truồng, ánh mắt điên dại ngay phía sau Keith. Rồi từ trong bóng tối, thứ sinh vật ấy lao tới trực tiếp sát hại anh ngay trước mặt cô. Vậy là Keith đã thực sự bỏ mạng. Song tạm gác lại những diễn biến từ phía Tess, ta hãy cùng khám phá câu chuyện về người chủ cho thuê căn nhà này. Theo đó, AJ là một diễn viên nổi tiếng nhưng lại có đời tư vô cùng bê bối. Sau khi bị nữ đồng nghiệp cáo buộc xâm hại tình dục, AJ đã lập tức bị loại khỏi các dự án danh tiếng và phải bán hàng loạt bất động sản để thuê luật sư xử lý vụ việc. Căn nhà tại Brightmoor chính là tài sản của anh ta. Vì lẽ đó, AJ ngày hôm nay sẽ tới nơi đây để kiểm tra tình trạng nhà ở. Tuy nhiên, ngay khi bước vào nơi đây, AJ đã nhận thấy vẫn còn hành lý của Tess và Keith. Gọi điện cho bên môi giới thuê nhà để xác nhận, thì anh lại nhận được câu trả lời rằng khách đã sớm rời đi. Với bản tính bàng quàng, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, AJ đã mặc kệ và vào trung tâm thị trấn để vui chơi. Không ngờ cũng trong buổi tối ngày hôm ấy, AJ vì quá chén mà đã thừa nhận tội danh hấp diêm nữ đồng nghiệp với một người xa lạ. Có thể thấy, thực chất AJ cũng không phải là một người lương thiện, dù cho đêm ấy, anh đã say tới nỗi liên tục gọi điện xin lỗi nạn nhân. Sáng hôm sau, AJ bắt đầu tiến hành kiểm tra tình trạng căn nhà, mà theo đó, anh bắt đầu đi xuống tầng hầm và phát hiện ra cánh cửa bí mật. Những tưởng AJ sẽ phải hoảng sợ và bất ngờ, nhưng không. Tên tham lam này đã nhanh chóng đo đạc toàn bộ diện tích căn hầm vì nghĩ có thể bán nhà với giá cao hơn. AJ mặc kệ những dấu hiệu bất ổn, cứ thế miệt mài về công việc của mình mà đi tận xuống tầng hầm tiếp theo. Không ngờ anh phát hiện ra có một căn phòng khác, bên trong còn có ánh điện mờ ảo. AJ theo đó mà tiến vào, để rồi cảnh tượng trước mắt anh là hàng tá chăn ga bẩn thỉu và một chiếc tivi đang phát tài liệu chăm con dành riêng cho các bà bầu. Đột nhiên, chiếc thức cuộn của anh bị rút lại, cùng với đó là âm thanh di chuyển của thứ sinh vật gì đó thật to lớn. Chiếc đèn pin lúc này tựa như vị cứu tinh của AJ thì cũng bất ngờ nhấp nháy. Và khi anh đang co rúm, núp mình trong một lối rẽ, AJ đã trông thấy bóng hình chân chuông của một người phụ nữ với khuôn mặt biến dạng như sinh vật ngoài hành tinh đang lao tới anh. Tới khi AJ tỉnh lại sau cơn ngất xỉu, anh nhận ra mình đang bị giam giữ trong một lồng sắt. Và càng bất ngờ hơn khi Tess cũng đang bị nhốt tại đây. Tess trấn an anh chàng lạ mặt, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu thứ sinh vật kia có ép buộc anh làm gì, nhất định AJ phải ngoan ngoãn tuân theo. Bởi thực chất, ả ta đang coi hai người là con và muốn chăm sóc họ như những đứa trẻ. Nhưng rồi thì khi người đàn bà ấy bắt đầu ép AJ phải bú sữa, anh ta không thể chịu được cảm giác dơ bẩn và kinh hoàng này mà phản kháng dữ dội. Để rồi AJ bị lôi đến căn phòng TV, còn Tess thì nhân cơ hội mà mau chóng tẩu thoát. Tuy nhiên, Tess đã dẫm vào thước cuộn mà tạo ra tiếng động, khiến cho mụ đàn bà điên cuồng đuổi theo cô. Chỉ tới khi Tess treo qua cửa sổ tầng hầm và bất ngờ được người đàn ông lạ mặt ngày hôm trước cứu, ả quái thai mới chịu buông tha cho cô. Đối diện với thái độ hoảng hốt của Tess, người đàn ông da màu cho biết cô cần phải rời khỏi căn nhà ngay lập tức, vì khi màn đêm buông xuống, mụ đàn bà kia sẽ tự do đi lại. Nhưng Tess vẫn một mực muốn cứu AJ. Cô không thể làm ngơ anh sau tất cả những trải nghiệm kinh hoàng ấy, và hơn hết là lương tâm cô không cho phép như vậy. Thấy Tess vẫn chần chừ, người đàn ông da màu đã mặc kệ cô và dặn cô nên nhờ cảnh sát xử lý. Song mọi sự đen đủi vẫn bám lấy Tess. Sau khi đưa cảnh sát tới, họ đã không đồng ý tiến hành khám xét nhà vì Tess không phải chủ nhân của căn nhà và nơi đây giống như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Trong mắt cảnh sát, Tess như một kẻ mất trí. Nên ngay khi nhận thông báo có một vụ nổ súng gần đó, đám cảnh sát đã lập tức rời đi, bỏ mặc Tess đứng chôn chân trước căn nhà địa ngục này. Cuối cùng, cô quyết định chạy vào nhà để lấy chìa khóa xe. Nhưng ngay khi chuẩn bị thoát khỏi kiếp nạn, thì mụ đàn bà gớm ghiếc ấy đã xuất hiện và đáp thẳng lên kính chắn gió của cô. Tess luống cuống nhấn ga, đâm thẳng cô ta vào bức tường. Vậy là sau khi xác nhận ả đã bất tỉnh, Tess liền quay trở lại căn hầm để giải cứu AJ. AJ lúc này đây đã tự mình tìm tới một căn phòng khác, nơi có một ông lão đang nằm trên giường vô cùng ốm yếu. Tự cho rằng lão cũng là một nạn nhân của ả quái vật kia, AJ liền nhìn ngắm xung quanh phòng để tìm ra vật dụng giúp đưa lão lên tầng. Tuy nhiên, ánh mắt anh đã va vào một kệ tủ chứa đầy băng cassette ghi đủ thứ nội dung như tóc vàng, tóc đỏ, mang thai hay cháu gái. Ngụ ý, đây là những thước phim người lớn.
Sau khi phát một trong những đoạn băng ấy, ánh mắt AJ chợt ngấn lệ và mang vẻ mặt thất thần. Anh ta quay lại hỏi lão già rằng rốt cuộc lão bị kẻ quái gì vậy? Cảm giác ghê tởm ấy cuộn trào từ dạ dày, không ngừng gào thét muốn AJ nôn tất cả mọi thứ ra ngoài. Hóa ra quay ngược về quá khứ, ta được biết Frank chính là người xây dựng và sở hữu căn nhà này đầu tiên. Ông ta yêu thích căn nhà đến nỗi, dù cho hàng xóm lần lượt rời đi vì an ninh khu vực bất ổn, Frank vẫn một mực bám trụ lại nơi đây. Vào thời điểm ấy, một ngày của Frank trôi qua chỉ có hai việc nhất định phải làm, đó là đi siêu thị mua đồ dùng cho bà bầu và em bé. Còn việc còn lại, đó là rình rập những người phụ nữ trong thị trấn. Bởi lẽ, Frank chính là một kẻ bệnh hoạn, hắn ta giam giữ hàng trăm người phụ nữ dưới căn hầm hắn tự xây, ép buộc giao cấu và ghi hình họ. Và điều tồi tệ hơn là hắn bắt những người phụ nữ ấy phải mang thai rồi sinh con, sau đó lại tiếp tục vòng lặp giao cấu với cháu và chắt của mình. Bản thân AJ cũng là một kẻ bệnh hoạn, hấp diêm đồng nghiệp. Nhưng đứng trước lão già Frank, anh không thể nào kìm lòng mà muốn sát hại lão. Xong, với một khẩu súng trong tay, Frank đã tự kết liễu bản thân ngay trước mắt AJ. Vì xét về bản chất, mục đích sống của Frank đến đây là đã trọn vẹn. Lão ta đã sống một cuộc đời tràn ngập hoan lạc và phá bỏ mọi giới hạn về đạo đức hay pháp luật. Khi đã tới độ tuổi gần đất xa trời, không còn khả năng nhân giống, lão cũng chẳng còn thiết tha cõi đời trần tục thêm nữa. Mặt khác, mụ đàn bà quái thai kia chính là chắt của Frank. Vì đã quan hệ cùng huyết thống qua nhiều thế hệ, nên vẻ bề ngoài và trí óc của cô ấy đã hoàn toàn bị hủy hoại. Trong mắt cô ấy, cô chỉ có một nhiệm vụ, đó là giao cấu và sinh con. Cả một cuộc đời chưa từng tiếp xúc với văn minh nhân loại hay có một cuộc sống bình thường. Từ đây, Tess bắt đầu men theo đường hầm mà tìm tới AJ. Nhưng vì quá sợ hãi mà anh ta đã vô tình bắn trúng vùng bụng của Tess, khiến cô rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Hai người cùng nhau lết ra khỏi căn phòng kinh hoàng, để rồi lại một lần nữa đụng độ với cô gái biến dạng. Cố gắng trèo lên một tòa tháp cao tầng để tránh khỏi cô gái, AJ đã bất cẩn làm rơi khẩu súng xuống đường, khiến Tess không còn cách nào khác phải ôm chấn thương mà chạy tới tầng cao nhất. Nhưng rồi thì bản chất con người là thứ không dễ dàng thay đổi. Ngay khi thấy cô gái biến dạng lao tới, AJ đã thẳng tay ném văng Tess xuống tầng. Bởi anh biết, tình mẫu tử là điểm yếu duy nhất của cô gái. Nên đúng như dự đoán của AJ, cô gái đã dùng thân mình đỡ Tess mà chịu cảnh ngã từ trên tầng cao xuống. AJ liền theo đó mà xuống xem xét tình hình. Ngay khi thấy Tess còn thở, anh ta đã liên tục thốt ra những câu nói phủ nhận hành động đẩy cô vào tình thế nguy hiểm. AJ chính là một kẻ hèn nhát như thế, là kẻ luôn đóng vai nạn nhân, luôn muốn thao túng người khác, nghĩ mình vô tội. Và lần này thì quả báo đã thực sự đến với anh ta, khi cô gái biến dạng vẫn chưa chết mà lập tức bật dậy, chọc mù mắt AJ và xé tan đầu anh ra làm đôi. Tess lúc này như không tin nổi vào mắt mình nữa, dù cô gái biến dạng không ngừng vỗ về Tess, coi cô như là con ruột. Nhưng sau một hồi cân nhắc, Tess vẫn quyết định tiêu diệt cô gái để giải thoát cho cô ấy khỏi cuộc đời đau khổ không có tương lai. Bộ phim chính thức khép lại với phân cảnh Tess là người duy nhất còn sống sót, lê từng bước nặng nhọc ra khỏi chốn khỉ ho có gáy này. Và đó là toàn bộ diễn biến của bộ phim Barbarian. Có thể thấy với cốt truyện phê phán những tư tưởng lệch lạc và bệnh hoạn, phim có sự tương đồng với các tác phẩm như Don't Breathe 2016 hay Wrong Turn 2003. Song với Barbarian, đạo diễn Jack Kreger đã thêm thắt khá nhiều chi tiết lột tả tâm lý của những người phụ nữ bất hạnh, từ đó tăng thêm phần ám ảnh và khắc khoải cho người xem. Vậy các bạn có cảm nghĩ như thế nào sau khi thưởng thức bộ phim này? Hãy comment ở bên dưới để chúng ta cùng bàn luận thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. What to wear out.